Tội phạm lộng hành sau khi Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới Sau khi Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, địa phương này liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Tối ngày 14 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Phong cùng vợ lái xe tải đến chợ Hoàng Gia ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát để giao trái cây. Sau khi giao trái cây cho khách, hai vợ chồng ông quay lại xe để ra về thì phát hiện túi sách bên trong có 350 triệu đồng cùng điện thoại và giấy tùy thân để trong cabin không cánh mà bay. Khi phát hiện vụ việc, ông Phong đã nhờ người dân trích xuất camera gần đó để tìm thủ phạm. Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm trên có một người đàn ông đi xe máy chạy lại gần xe tải và nhìn vào bên trong cabin. Sau đó, người này cướp xe máy và đi bộ lại mở cửa cabin lấy đi túi sách. Sự việc sau đó được trình báo công an thị xã Bến Cát. Trước đó, ngày 13 tháng 10, tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên xảy ra vụ khống chế cướp xe máy của tài xế Grab. Theo thông ban đầu, trưa cùng ngày, tài xế Grab được một người đàn ông gọi xe đi chở đến lô cao su ở phường Hội Nghĩa. Đến nơi, tài xế bị người khách khống chế cướp xe. Khi tài xế chống trả thì bị kẻ cướp dùng dao đâm vào hông bị thương. Ngay sau đó, kẻ cướp lấy chiếc xe máy màu biển số 60F2-28127 tẩu thoát. Tài xế được người dân gần đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thừa nhận khi Bình Dương nới lỏng giãn cách thì tội phạm cũng theo đó lộng hành. Nhất là ở các địa bàn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và khu vực đông lao động nhập cư các nhóm tội phạm chủ yếu như bảo kê, tín dụng đen, trộm cướp tài sản, mua bán sử dụng tàn trữ ma túy. Hiện, công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương chuẩn bị kế hoạch chỉ đạo từ công an xã, phương đến các đội nghiệp vụ có kế hoạch trà soát, quản lý đối tượng, băng nhóm, từng bước giao trách nhiệm cho các cán bộ phụ trách địa bàn để theo dõi cùng với nâng cao chất lượng của các tổ an tự quản từng địa bàn cơ sở trong thông tin về tình hình tội phạm cũng như chủ động trong bố trí các phương án kế hoạch không để tội phạm có điều kiện tiếp cận hoạt động lòng hành giám đốc công an tỉnh bình dương thông tin các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé